Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn vẽ admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ba ngôi sao MU để Ten Hag lấy làm nền tảng. MU nhắm tiền đạo 19 tuổi hay hơn Hà Lan. MU là bến đỗ hoàn hảo dành cho Hakim Ziyech và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ba ngôi sao MU để Ten Hag lấy làm nền tảng. Huyền thoại của MU Gary Nevin tỏ ra ấn tượng với những gì Erik Ten Hag đã làm được cho đến nay Huyền thoại quỷ đạo lên tiếng. Tôi nghĩ rằng thử bóng đá của Eric Ten Hag rất khác so với Luis Van Gaal. Họ chơi với nhịp độ nhanh hơn và có tốc độ trong những đường truyền. Những gì Ten Hag đã làm ở hàng tiền vệ với Casemiro, Bruno Fernandes và Eriksen, tôi nghĩ MU đã luôn chuyển bóng nhanh ở các cầu thủ ở hàng tiền vệ và hướng về phía trước. Casemiro và Eriksen luôn chuyển bóng về phía trước qua các tuyến, Ole Sunsa chơi phản công, tấn công nhanh, lùi sâu và phản công như Jose Mourinho, Van Gaal kiểm soát bóng nhưng đôi khi không có mục đích thực sự. Có cảm giác như họ chỉ giữ bóng mà thôi. Phong cách của Ten Hag có vẻ như cân bằng với cả hai vào lúc này nhưng còn một chặng đường dài phía trước để họ hoàn thiện mình. Bắt đầu mùa giải với những thất bại liên tiếp trước Brighton và Brentford, MU đã cho thấy những dấu hiệu tiến bộ rõ ràng trong những tháng gần đây và chỉ để thua một trong 12 trận đã qua trên mọi đấu trường. U nhắm tiền đạo 19 tuổi hay hơn Haaland. U đang tìm kiếm một chân sút chủ lực nhằm tăng cường hàng công. Chứng kiến Hà Lan thăng hoa cùng Man City, U có quyền hối hận vì họ từng từ chối sát thủ người Na Uy vào năm 2019. Giờ đây, U có thể sửa sai nếu chiêu mộ một Hà Lan khác. Dacho Fofana, 19 tuổi, đang đạt hiệu suất ghi bàn cực khủng cho mô Với 19 bàn sau 35 trận ở mùa giải vừa qua, tuyển thủ bờ biển Nga đã có tổng cộng 22 bàn thắng cho đội một mùa đờ nhiều hơn thành tích mà Hà Lan đạt được trước khi chân rút người Na gia nhập Red Sa Bắc. Quỷ đỏ đã bỏ qua cơ hội sở hữu Hà Lan chỉ với số tiền 5 đến 10 triệu bảng vào tháng riêng 2019. Giờ đây, họ phải sửa sai và có động thái quyết liệt cho một tiền đạo có thành tích ghi bàn ấn tượng và đầy tiềm năng như Fofana. MU là bên đỗ hoàn hảo dành cho Hakim Ziyech. Theo cựu danh thủ Mustafa NH Daoui chia sẻ, bây giờ chúng ta đang thấy tiềm năng của Hakim Chúng ta có thể thấy khả năng của cậu ấy như thế nào. Hakim có rất nhiều thứ để cung cấp cho đội bóng, cậu ấy cần phải rời Chelsea và đến MU bởi vì cựu huấn luyện viên Ajax là Erik ten Hag muốn có cậu ấy. Hakim sẽ trở lại, nhưng cậu ấy cần phải rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Zex không có nhiều thời gian thi đấu tại sân Sanford Bridge mùa này, mặc dù được ra sân thường xuyên dưới thời phanh Lampard và vô địch C1 cùng Thomas Tuchel, nhưng Zex đã phải vật lộn để tìm kiếm sự ổn định trong mùa giải trước. Ziyech chỉ đá chính 27 trong số 44 trận đấu mà anh đã góp mặt, dù vẫn ghi được 8 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Tuy nhiên, Graham Potter vẫn chưa đặt niềm tin vào cầu thủ này. Ba câu lạc bộ muốn chiêu mộ Harry Maguire. Theo Sportbill, mặc dù vừa tỏa sáng cùng tuyển Anh, mùa MU vẫn sẵn sàng bán Maguire ngay trong kỳ chuyển nhượng đấu năm tới nếu mà không có cải thiện ở câu lạc bộ. Thay vì chờ đến khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, đây là động thái nhằm phục vụ kế hoạch chuyển nhượng của Erik ten Hag. Trước đó, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết muốn đưa về Old Trafford thêm một tiền đạo và một hậu vệ phải chất lượng. Truyền thông xứ sở sương mù còn tiết lộ ít nhất có 3 đội bóng ngoại hạng Anh sẵn sàng trải thảm đỏ để đón Maguire. Một trong số đó là câu lạc bộ cũ của cầu thủ này chính là Leicester City. Hợp đồng của Maguire còn thời hạn đến hè 2026. Mức lương của cầu thủ này là 190.000 bảng mỗi tuần. Vì vậy, các đội bóng muốn có sự phục vụ của Maguire phải chi một khoản tiền không hề nhỏ. Pochettino sẵn sàng dẫn dắt MU. Pochettino đã lên tiếng khẳng định ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi công việc mới ở những đội bóng lớn như MU hoặc Real. Khi được hỏi về khả năng gia nhập MU, Pochettino nói trên tờ Marca, phải canh thời điểm trong bóng đá, có những thời điểm trùng hợp để mối lương duyên đó có thể xảy ra. Đôi khi chỉ là vấn đề thời gian, tôi không tin rằng những chuyến tàu chỉ đi qua có một lần, tôi nghĩ đôi khi bạn phải kiên nhẫn và biết cách chờ đợi. Tính đến thời điểm có thể được kiểm soát trong bóng đá, đúng là tên tuổi của tôi vẫn được gắn liền với các câu lạc bộ lớn. Caric muốn mượn Zidane Iba. Theo tiết lộ từ Football League cuộc, Caric muốn dựa vào các mối liên hệ của MU để xem xét về một thương vụ tiềm năng dành cho Zidane Iba, một trong những tài năng trẻ sáng giá của Quỷ đỏ thời điểm hiện tại. Tuy tỏa sáng trong giai đoạn tiền một giải và sơ hữu mới đây, nhưng thực tế là Iba vẫn chưa được tên hắc trao cơ hội ra sân một phút nào trong một giải năm nay. Không loại trừ khả năng Iba sẽ cân nhắc đến chuyện rời khỏi Old Trafford để tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại một câu lạc bộ hàng đầu thay vì tiếp tục chơi bóng ở đội trẻ nhưng hiển nhiên nếu chấp nhận để y rời đi thì MU sẽ chỉ ký một bản hợp đồng cho mượn. Bức Ten Hag sẽ làm gì trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo của MU? 234,1 triệu bảng đã được đầu tư cho Eric Ten Hag trong mùa hè 2020 để mang về năm ngôi sao. Nhưng rõ ràng, đội hình đội chủ sân Old Trafford chưa thể hoàn thiện. Có thể thấy rõ từ trận hòa trước Newcastle vừa qua, mùa giải tới, trung tâm hàng thủ MU sẽ gọn gàng hơn khi Fizon sẽ được giải phóng hợp đồng Vazebe và Bali và cả Harry Maguire nhiều khả năng cũng phải ra đi. Như vậy, Ten Hag sẽ có 3 trung vệ nóng cốt, chất lượng gồm Varan, Martinez và Lindelof. Tình hình thủ môn luôn thay đổi như thời tiết tại Old Trafford. Ten Hag có 4 thủ môn từng đóng vai trò số 1 tại ngoại hạng Anh vào 3 năm trước và mùa hè tới. Không chắc ai trong số họ sẽ ở câu lạc bộ. Hợp đồng của hai thủ môn dự bị Tom Hilton và Martin Dubraka kéo dài đến mùa hè với các lựa chọn gia hạn Dega đang được thử nghiệm để thích nghi với cách tiếp cận của Ten Hag, nhưng kỹ năng của Dean Henderson dường như phù hợp với vị chiến lược gia người Hà Lan hơn. Với những hạn chế của Dega, Quỷ Đỏ sẽ phải tìm kiếm một thủ môn tiềm năng dài hạn. Rất có thể Ten Hag sẽ phải chiêu mộ thêm hậu vệ phải. MU đã không thể bán đi Wan Bissaka, người không được lòng Ten Hag và sẽ làm điều đó trong kỳ chuyển nhượng tới. Việc tài năng trẻ Etanet trở lại Old Trafford vẫn là dấu hỏi. Ở cánh đối diện, Alex Telles chỉ được cho mượn tại Sevilla, tương lai của lúc sau cũng không chắc chắn. Tidia Malaysia thì còn quá trẻ. Ở đội trẻ, Avaro Fernandez đầy tiềm năng và có thể có cơ hội. Hàng tiền vệ MU cũng cần sự bổ sung khi Ten Hag sẽ có 3 cầu thủ trên 30 tuổi vào mùa giải tới. Quan trọng nhất ông cần một tiền vệ kiến thiết lối chơi mới bởi đang quá phụ thuộc vào Eriksen. Ở đội trẻ, Zidane Iba và Charlie Sagi phải luôn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội. Ronaldo đã ra đi và để lại khoảng trống lớn nơi hàng công, MU cần một trung phong thực thụ sau những gì diễn ra với Martial kể từ đầu mùa. Dù sao, Ten Hag có thể an tâm hoàn toàn ở vị trí tiền đạo cánh với những Rashford, Sancho, Anthony, Aranga và Garnacho trong đội hình. Dean Henderson đã có quyết định cuối cùng với MU. Ngôi sao người Anh sau đó đến Nottingham Forest theo bản hợp đồng trao mượn giải hạn. Dù thường xuyên ra sân ở City Ground, nhưng Henderson vẫn không có tên trong đội hình 26 người của đội tuyển Anh dự World Cup khi Gareth Southgate tin tưởng vào dốc đàn Pickford, và Aaron Ramsey. Vị trí thủ môn tại MU hứa hẹn sẽ có nhiều biến động vào mùa hè 2023 khi David Dega đang ở trong năm cuối hợp đồng tại Old Trafford. Dù vậy, Henderson vẫn không muốn nằm trong kế hoạch của Eric Ten Hag. Theo Nightingale, Henderson không muốn trở lại Carrington mặc dù Forest không có tùy mua đứt anh. Và lúc này, MU đang hy vọng rằng phong độ của Henderson dưới thời Copper giúp họ dễ dàng hơn khi bán anh cho một câu lạc bộ nào đó. MU tấm khứ cái tên đầu tiên vào mùa hè. Cụ thể nguồn tin từ ESPN xác nhận, MU không có ý định gia hạn hợp đồng hoặc mượn chiêu mộ Dubraka vĩnh viễn. Đội bóng đang đàm phán để ký hợp đồng với Jam Summer như một sự lựa chọn khác ở vị trí người khác đền. Do thiếu cơ hội ở đội 1, MU lẫn việc Newcastle đã chiêu mộ Nick Pope việc vĩnh viễn rứt áo ra đi có lẽ là điều tốt nhất cho dubraka cầu thủ người slovakia từng đóng một vai trò quan trọng ở newcastle trước khi đội bóng vào tay giới chủ ả rập nhóm người giờ đây đang tìm cách củng cố vị trí thủ môn nên dubraka trở nên dư thừa ngôi sao đa khoác áo mu hiện tại nhiều khả năng sẽ rời newcastle vĩnh viễn vào mùa hè tới Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!